Hôm nay mình sẽ làm nem nướng nha các bạn. Nguyên liệu của mình gồm có nửa cái nem nè. Nem này mình mua ở chợ người ta bán sẵn các bạn. Về mình khỏi mất công xay. Giờ ta làm sẵn sướng lắm. Cái này thì 100 g chả cá nè ha. Chả cá mình bỏ vô đây. Cái này tỏi băm. Hành tím băm. Hành tím băm mình làm nhiều nhiều các bạn bỏ vô cho cái nem mình nó ngọt ngon lắm các bạn. Rồi giờ mình đi nhồi chả ha. Chả thì mình bỏ vô đây một chút muối bột. Ít thôi các bạn, nhiều nó mặn các bạn. Cỡ nửa muỗng cà phê được này. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Chút xíu dầu ăn nha các bạn. Cho chả mình nó dai nó ngon các bạn. Một tí thôi. Nhiều quá thì mình bóp nó không có dính đâu các bạn. Với một chút xíu tiêu ha. Rồi. Giờ mình lấy cái muỗng mình tán nó ra. Mình quay quẩy cái này cho nó tan các bạn. Chế vô đây chút xíu nước. Tí nước thôi đặng cho nó tan ba cái muối với bột ngọt như nè. Tổng cộng dầu với muối cỡ muỗng canh là được rồi các bạn. Nhiều quá nó bị nhão các bạn. Chả mình không dai nha. Mình tán nó ra. Mình tán tán như nè. Cho nó mình tán tới tán lui cho nó thiệt là dai cái mình mới để cái nem đó vô. Mình nhồi chung. Giờ mình đi rửa tay sạch thì mình nhồi cho nó lại ha. Mình rửa tay sạch tới các bạn mình bóp cho nó mau 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 dai ha. Bóp như này thấy này cái tay mình thấy dẻo dẻo là nó dai rồi các bạn. Mình làm nem nướng nó phải có chả cá đó các bạn. Nhớ là cá thác lát nó mới dai các bạn. Mình để vô vậy đó đặng cho cái nem mình nó phùng lên đẹp lắm các bạn. Chợ thì người ta bán cũng vừa ăn rồi nhưng mà nêm thêm chả vô nó dai ngon hơn. Còn nem người ta bán thì cái thịt thịt nó cũng nhiều các bạn, mỡ cũng vừa đó, nó cũng ăn cũng ngon nhưng mà không có dai bằng mình để chả cá vô. Chả cá mình bóp chỉ là được rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ nem vô ha. Mình nhồi chung vô. Mình nêm vô đây thêm một muỗng canh đường nha các bạn. Tại vì người ta làm hơi mặn mặn, người ta để lâu người ta bán được á, mình phải thêm đường vô. Thêm một muỗng canh đường mới vừa ăn nha các bạn. Rồi, vậy là một muỗng canh đường ha. Mình bóp đều ra. Bóp đều với chả ha. Khi nào đều xong cái ta bỏ hành tím với tỏi băm vô chung, ta bóp đều lên ha. Vậy là xong rồi đó các bạn. Khi mình dắt vô cây là mình nem nướng rất là lẹ các bạn. Nếu nhà bạn nào mà ở xa chợ không có bán nem sẵn thì mình làm ở nhà, như mua thịt mua mỡ về mình xay, mà giờ xay cũng mất công các bạn. Giờ nem ta bán nhóc hết trơn các bạn, ở trong siêu thị cũng có bán, mình mua đi sẵn về cái mình làm cho nó lẹ khỏi mất công xay rửa cối đồ lâu. Rồi ha, bóp đều lên. Giờ mình bóp đều nè, giờ mình bỏ tỏi vô ha, bỏ hết củ hành này vô. Củ hành này của mình là 4 củ các bạn, hầm nhiều nó nướng lên nó thơm lắm các bạn. Đó, bóp đều nó ra vậy là xong rồi đó các bạn. Cái mình đi bỏ dắt vô cái cây để chiếc đũa hết các bạn. Nhà bạn nào có đũa cây thì dắt vô đũa cây, đũa tre các bạn. Còn không có mình dắt vô đĩa vô cái một đũa inox các bạn. Nó ăn cũng không sao. Tại vì đũa tre thì khi nó cháy, nướng nó cháy các bạn. Mua đũa inox nè, mình về mình
nướng nó cũng chín đều lắm các bạn. Bóp đều ra vậy đi rồi mình dắt vô trong cái cây là được rồi đó. Là mình đem đi nướng rồi đó, mình nhúm than lên mình nướng. Nem là phải nướng lò than mới ngon các bạn. Con mình nó thích nem. Mình làm xong nướng không kịp nó ăn, nó ăn chơi vậy. Giờ nem mình nhồi đều rồi các bạn. Giờ mình gót vô cái chén này chút xíu dầu ăn hết các bạn. Chút xíu dầu ăn vậy nè. Mình thấm cái tay mình nó mình dắt vô trong cái cây cho nó dễ các bạn, nó không bị dính tay các bạn. Hai cái tay nè, cái mình dắt vậy nè, thấy không? Nó không có bị dính cái tay ha. Dắt dừa cây đừng có mập quá, mình nướng ở trong nó không chín, dừa dừa thôi. Cỡ cục lớn là được đó các bạn. Nè. Nướng nó còn phùng lên đó các bạn. Mình bóp bóp nó ra vậy nè. Nè. Dắt đều đều như vậy đó, dễ lắm các bạn. Chỗ nào nó mập thì mình bóp bóp nó ra cho nó đều ha. Nó gọi đều rồi nè ha các bạn. Rồi, cứ việc mình dắt tới. Dắt để sẵn rồi mình nướng mình lượt luôn cho nó dễ. Cái này nó không có bị dính đâu các bạn. Cái tay mình thấm chút dầu rồi nó không có bị dính tay ha. Bóp nó rất là dễ nè. Tại vì có chả các bạn, mình phải tha dầu vô để nó dính tay mình. Được rồi nha, các bạn làm vậy đó mau lắm các bạn, chút xíu là có ăn ngay. Cái nào bự thì mình ngắt cái bớt vậy đó, còn ít quá thì mình thêm vô, nó vừa ăn các bạn. Nem mình làm gì nó lại rất là vừa ăn ha. Trong siêu thị nó có bán nem xay sẵn đó, mình mua về cái mình nhớ là nem một chút đường thì nó làm hơi mặn đó. Nhớ là mua thêm 100g chả thác lát nha. Có chả thác lát ăn nó mới dai mới ngon các bạn. Nhiều khi mấy cái tiệm nhầm tiệm bán nem ăn sẩm xì nó không ngon, còn nhầm tiệm thì bán ăn nó ngon là dai dai là nhờ có chả đó các bạn. Bí quyết người ta giấu đó các bạn. Mình làm ăn nhà thì mình ăn ngon quen, mình hướng dẫn cho các bạn làm ăn ngon giống mình nha. Rồi xong rồi mình dắt hết đi rồi mình đi nướng. Trong lúc mình dắt nem các bạn, mình đi nhúm lò trước đi các bạn, đừng cho than nó cháy đều các bạn, mình mới nướng nó mới ngon, không có bị hôi khói các bạn. Chứ mình đợi dắt nem xong mình đi nhúm lò thì nó mất thời gian lắm ha. Nó nem mình dắt sắp xong rồi nè, ngon các bạn, được 15 cây các bạn. Nửa ký nem mà nửa ký thịt với 100g chả là 600g, dắt ra được 15 cây các bạn. Rất là rẻ các bạn. Một cây chợ nó bán 10.000 các bạn. 15 cây là 150.000, trong khi đó này mình chả với thịt có 80.000 à ha. Rất là rẻ. Chả thắt lát 100g 25.000. Với cái này nem nửa ký có 55.000 à. Lúc này thịt heo lên giá các bạn. Bởi vì nó hơi mắc. Chứ lúc trước có 45.000 nửa ký nem á các bạn. Bán ra cây 10.000 lời đó các bạn, lời khẩm luôn các bạn. 15 cây là 150, vốn mình có 80.000 thôi. Gia vị đầu cỡ 100.000 đi cũng lời mà, người ta cây đã ốm hơn các bạn, không có được bự vậy đâu ha. Cây ốm như mà. Để mình xiên chút mình làm cho con mình ăn được ngợi ra chút. Gia đình mình ăn cũng ngon, sạch sẽ nha các bạn. Xong rồi nè. Rồi. Giờ mình đi nướng nha. Bắt lò than lên các bạn, mình cho than nó ít ít vậy đó các bạn, cháy đều vậy được rồi ha. Mình kê cao cao lên cho nó đừng chín áp quá, nó bị áp quá là thịt mình nó chín không đều các bạn. Giờ mình để cho lên mình nướng nha, để anh em mình nướng.
nướng mình lăn lăn đó các bạn. Mau vậy chết mà áp quá, lửa áp quá. Ngồi lăn lại lại tay nha các bạn, đến thôi nó khét các bạn. Rồi cái việc nướng tới đi ha. Mình nướng mình xay xay vậy nè các bạn, nó mới đều các bạn, mình lăn lăn nó các bạn thấy không. Nó đây nó hơi dây chấm giữa nó hơi áp thì mình lăn lăn nữa các bạn, cho chở đều tay nó không có bị khét ha. Rồi của mình nướng xong rồi nè các bạn, giờ mình sắt ha, sắt miếng dừa ăn ha, cái mình để vô trong cái dĩa rồi mình gói ăn ha. Các bạn sắt miếng cỡ bên lớn hay nè ha, vậy đó, mình sắt dừa ăn đi rồi chút xíu nữa mình gói ăn cho nó lẹ. Nên mình rất là dai các bạn, để mình ăn thử các bạn coi ha, ăn thử miếng cho các bạn coi ha, cái màu rất là đẹp. Ngon các bạn, dai dai, ngọt ngọt, mặn mặn, dừa ăn các bạn. Ngon các bạn ơi, bạn mua nem về làm thử ăn rất là ngon ha. Sắt xong cái người ta đi nấu chút tương ha, cái mình ăn liền ngon, gói rau cải nha. Trong này có dưa leo nè, rau cải, bún mình gói, bánh hỏi. Nhưng mà gia đình mình thích ăn bún hơn ăn bánh hỏi nhé, gói bún nó ngon hơn các bạn. Rồi cắt nhiều đi, còn nhiều để cho con mình nó ăn chơi, nó thích ăn chơi, ăn không cầm nguyên cây nó ăn các bạn. Rồi giờ mình đi nấu tương, mua tương mình mua trong siêu thị các bạn, tương này rất là ngon các bạn. Cái này cái mình về cái mình cháy mỡ tỏi, cái mình đổ tương vô, cái mình pha chút nước là vừa ăn là các bạn khỏi cần nêm nếm như chân này, tương ta nấu sẵn các bạn. Cái mình bầm chút giấm ớt mình chế lên là ăn vừa lắm các bạn, khỏi cái nêm nếm như chân ha. Còn nếu các bạn nào không có tương này, tương này mua trong siêu thị các bạn, nếu mà không có tương này thì mình mua tương xay về mình nấu, phải bỏ đường nhiều nhiều tại tương xay nó mặn các bạn. Mình đi nấu tương, khi mình tính mà tỏi xong mình bỏ tương vô, cái mình đổ nước vô cho nó sôi lên rồi đừng để các bạn, tương này nó kẹo lắm các bạn, mình phải pha nước để ăn mới được ha, mình không pha nước là nó bị đặc rất mặn. Sôi tan ra là được rồi đó các bạn. Này tương mình vừa ăn rồi đó, mình đi bầm tỏi ớt, giấm ớt các bạn, mình chế vô là ngon các bạn, nó vừa sạch sạch, nó không có lỏng quá các bạn thấy không? Nó sôi lên đây là được rồi đó. Các bạn thấy mỡ tỏi không? Cái mỡ tỏi thơm, cái đổ tương vô, cái đổ nước vô rồi giờ sôi là được rồi, tắt lò đi rồi mình ăn đã khỏi cần nêm nếm gì nha. Rất là vừa ăn các bạn. Rồi. Nem của mình đã xong rồi các bạn. Tương mình để chút đồ chua ha, chút đậu phộng, chút giấm ớt lên ha các bạn. Bắt đầu chiên thôi. Gói bánh tráng nè, bún nè. Rau cải nè. Dưa leo nè các bạn. Rất là ngon, bây giờ bắt đầu chiên thôi. Chúc các bạn thành công nha. Bây giờ mình đi lấy bánh tráng, mình cuốn bún, rau cải, dưa leo, nem vô rồi mình chấm với cái nước tương này nè các bạn ơi. Cái chén tương mình hấp dẫn chưa? Tương chút đồ chua ha, củ cải trắng mình làm chua đó, mình để lên đây nè. Chút ớt nè, ăn ngay, xong ngay. Rất là tuyệt vời. Giờ mình lấy miếng bánh tráng nè các bạn, mình thấm chút nước ha cho nó mềm bánh tráng ra các bạn. Tha chút nước vô nè. Rồi, chúng ta để đây miếng bún nè.
với dưa leo, vài cọng cải xà lách, chút rau, rau thơm các bạn. Mình ăn rau gì mình để rau đó ha. Rồi mình để nem lên, bắt đầu mình cuốn lại, cuốn đè sát vô các bạn. Đó, rồi bắt đầu mình chấm vô tương mình ăn xong rồi các bạn. Giờ chén tương mình này ha, mình quậy quậy lên, quậy trộn trộn lên là cho nó đều nè. Bắt đầu mình chấm cái nem cuốn của mình vô mình ăn ha, rất là ngon các bạn. Mình ăn cho các bạn coi nha. Ngon các bạn ơi, vừa ăn các bạn, quá ngon. Dứt vô đây miếng đậu phộng luôn các bạn, miếng đậu chua các bạn. Để lên đây miếng đậu phộng, miếng đậu chua ăn vô. Ngon quá, rất là tuyệt vời các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha.